Thì tới nhà của Anna với em Dũng nha. Đây, hiện giờ là khoảng 9 giờ tối ở bên đây. À, ai cũng đẹp hết trơn à. Trái mít mà, ôi trái mít này chín kìa ông ơi. Hai liệu. Bữa sinh mặc áo tím mà anh em. Ồ. Rồi cái hồi nó thay kìa. Okay. Đang lên giật cánh. My friend. Bây giờ muốn màu gì cũng có hết trơn á. Ủa sao hai chị? Hai chị em ta mát cái bông mà. Cái nha. Anh ơi trái. Cái nha. Cái nha. Cái nha. Cái nha. Cái nha. Cái nha. Sao này thấy quen dữ à? Hai hậu nay khỏe chưa cưng? Khỏe hả? Good. Có ok. Ai Minh? Ăn đi rồi chúng tôi đợi chờ rồi. Ủa? Ở dưới lầu hết rồi. Gặp anh ngoài nãy rồi. Hai anh bạc. Ăn đi. Hôm nay anh khỏe chưa? Này uống được rồi phải không? Ok good. Trời ơi đẹp không đây nè ông ơi. Mấy người đẹp không nè. Xóa đi anh. Ok bây giờ mình tạm thời.